Chị Linh xin được trở lại với chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Quý vị có những nhu cầu cần cung cấp một cái bảo hiểm nhân thọ mà với chung mục tiết kiệm để bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho người thân yêu của chúng ta và sau này cũng sẽ trở thành lương hưu trí trọn đời cho quý vị và cũng có thể sử dụng khi quý vị còn sống lúc bệnh hoạn. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng qua số điện thoại là 714-331-4982, 714-331-4982 để được tham khảo miễn phí. Và Julie xin được trở lại với phần trình bày của anh Jack Trần là đại diện của Văn phòng An sinh xã hội tại quận Cam. Câu hỏi của Julie trước khi chúng ta vào phần quảng cáo đó, Julie quên rồi. Là Julie muốn biết là thưa quý vị là nếu mà quý vị có những thắc mắc, có những vấn đề về thuế vụ đó, quý vị không có biết chắc là mình có cần phải đóng thuế hay không, hoặc là quý vị nghe những cái quảng cáo là sẽ được cái số tiền này số tiền nọ, thì chúng tôi không có phải là chuyên viên về thuế vụ. Chúng tôi chỉ khuyên là quý vị nên tìm hiểu và đến thăm hỏi tham khảo tại các chuyên viên thuế vụ mà có uy tín làm việc lâu năm, thì tôi chắc chắn là họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị để trả lời những thắc mắc đó, để quý vị không có bị những cái thiệt hại vô ích nhé. Nhưng mà có lẽ là chúng ta nhắc lại cái số tiền hàng năm mà lợi tức hàng năm mà để mà họ biết rằng thì là bao nhiêu đó anh. Vâng. Thì là phải đóng thuế và trên bao nhiêu thì lúc đó mình mới lo là cái vấn đề đóng thuế bao nhiêu. Một lần nữa đó, những quý vị nào nhận tiền trợ cấp SSI thì sẽ không nhận được cái 1099. Mà không có tên ai thì lấy gì mà khai thuế. Cho nên quý vị không cần phải khai thuế. Quý vị nào nhận tiền SSI không cần khai thuế nhé. Những quý vị nào nhận các phúc lợi của Social Security, như là mình nhận tiền hưu trí, nhận tiền bệnh của Social Security, SSDI, tiền quá phụ, là có nhận tiền của tử của chồng, hoặc là có con, là vì có con nhỏ gì đó, thì quý vị sẽ nhận được cái 1099 vào cuối năm. Nhưng chắc đã nói đó, không có nghĩa là mình nhận được cái 1099 là mình phải khai thuế. Tùy thuộc vào cái số thu nhập, nếu mà độc thân đó thì tổng số thu nhập khoảng chừng 25.000 đô la một năm. Nếu mà có gia đình hai vợ chồng không quá từ 30 tới 35.000. Nếu mà muốn biết thêm chi tiết á, quý vị nên thăm hỏi các chuyên viên về thuế vụ nhé. Dạ, vâng. Cảm ơn anh Jack rất là nhiều. Cái gì cũng vậy thôi quý vị, nếu mà chúng ta đến tận văn phòng của những người hoặc là những người chuyên viên mà có kinh nghiệm như anh Jack đã đề nghị, thì đó là cái điều mà chúng ta nên tới, thay vì chúng ta đến những cái nơi mà mình không biết là thực hư như thế nào, mất công lại tiền mất tật mang. Thưa anh, bây giờ khi mà anh nhắc các cái vấn đề là Social Security for Disability, thông thường khi mà người ta làm đơn, thí dụ bây giờ Julie muốn làm một vào online để làm đơn để xin SSDI là disability, là thí dụ là Julie bị bệnh và bác sĩ có chứng nhận là Julie bị bệnh, thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì cái hồ sơ của mình sẽ được cứu xét sau khi mà bác sĩ gửi cái gọi là certificate online, qua online cho SSDI? Cái mà Julie nói đó là có thể là về cái đi tiền làm bệnh của tiểu bang. Thì dĩ nhiên là đi làm rồi. Khi mình đi làm đó, thưa quý vị, mình đóng thuế cho tiểu bang. Thì mình đóng thuế cho tiểu bang đó, mình có đóng vô cái phần an sinh xã hội về tiền thất nghiệp và tiền quỹ thương tật của tiểu bang. Thành ra nếu mà mình bị thất nghiệp thì mình nhận tiền thất nghiệp. Nếu mà mình chẳng may có bị bệnh hoặc thương tật trong một thời gian ngắn hạn, chẳng hạn như là các phụ nữ mang thai, trong thời gian mang thai cũng có thể xin tiền bệnh của tiểu bang. Ở California là EDD đó, các tiểu bang khác là State Disability. Hoặc là mình bị té, gãy xương, hay là bị trật gân, hay là có một cái thương tật nào đó mà nó chỉ là mình không thể đi làm trong thời gian ngắn hạn một vài tháng, thì tiểu bang sẽ sẵn sàng trả cho mình tối đa là một năm. Trong vòng một năm đó, cứ mỗi 3 tháng là tiểu bang họ sẽ gửi một cái mẫu đơn để mà hỏi bác sĩ yêu cầu xác nhận là cái người này đã có thể hồi phục và quay trở lại đi làm được hay chưa. Nếu mà bác sĩ nói chưa, vẫn còn không đi làm được, thì tiểu bang sẽ tiếp tục trả tối đa là một năm. Thì cái khác biệt của tiểu bang và liên bang đó quý vị, các chương trình bệnh của tiểu bang là liên bang đó, thì là quý vị phải có một cái bệnh tật và cái thương tật lâu dài, kéo dài hơn là một năm, và có thể gây tới tử vong, tức là phải bệnh thật nặng, thương tật thật nặng mới xin với Social Security.
Cho nên cái quá trình mà hoàn tất hồ sơ nó lâu hơn là với tiểu bang, trung bình từ 3 tới 6 tháng mới có quyết định. Còn đối với tiểu bang đó là chỉ 3 đến 6 tháng là cho liên bang. Cho liên bang. Yeah. Còn đối với tiểu bang đó, thì theo như chắc không lầm đó, thì khi sau khi bác sĩ mà xác nhận vào ấy, có thể là trong vòng 1 tháng là mình có tiền rồi. À vâng. Yeah. Dạ vâng. Anh có biết được là nó họ mình sẽ được bao nhiêu phần trăm trên cái số lương của mình không? Nếu mình là của tiểu bang. Cái đó chắc không biết. Dạ. Dạ vâng. Vâng. Thưa quý vị, như quý vị theo dõi những cái chương trình mà về luật pháp, về những cái chương trình của Workers' Comp này nọ đó, thì nếu mà họ bị thương tật từ hãng nhưng mà họ không có muốn đi khai Workers' Comp, bồi thường tai nạn lao động đó thưa quý vị, thì họ có được quyền xin cái tiền của tiểu bang không anh? Đúng, chúng tôi luôn luôn nhắc nhở những quý vị nào mà đến các sở Social Security đó, chúng tôi câu đầu tiên là quý vị đã xin tiền với tiểu bang chưa? Mà vì lý do cứ Judy biết không? Rất nhiều người không biết. Người ta không biết là tiểu bang có cái chương trình như vậy. Cả những người qua Mỹ lâu năm làm việc, bao nhiêu năm họ chỉ chăm chỉ làm việc, họ không để ý gì hết. Dạ đây. Thì khi mà vào đó họ nói, ôi giờ tôi muốn cái này cái nọ, thì chúng tôi mới hỏi, ồ phải lấy tiền của tiểu bang chưa? Họ nói họ không biết gì hết. Thì chúng tôi mới cung cấp các dữ liệu chỉ dẫn cho họ cách thức để mà xin tiền của tiểu bang. Tại nó rất là nhanh và rất là dễ cho quý vị. Nhưng rất phải nhớ nhắc nhở là quý vị phải có đi làm và đóng thuế. Tại vì những quý vị nào mà self-employed, quý vị đi làm tiền mặt mà không có đóng thuế, quý vị self-employed không có đóng thuế cho tiểu bang, quý vị không đóng thuế cho uninsured benefit với lại EDD. Những quý vị trong trường hợp đó không có xin được tiền EDD. Tại quý vị đâu có pay vô cái chương trình đó. Quý vị không có được, họ nói là quý vị không có insure. Là tại vì đó là những chương trình bảo hiểm mình phải đóng tiền premium mỗi tháng. Đối với các chương trình của chính phủ đó, đó là tax. Quý vị phải pay tax, pay đủ, trả đủ số tiền thuế thì mới được vào cái status là insure. Quý vị đầy đủ, đóng thuế đủ, insure, khi mà mình có chuyện gì mình mới được hưởng những cái phúc lợi đó. Thành ra hầu hết những quý vị nào mà self-employed đó không có đóng thuế thì không có được cái đó. Thưa quý vị, thật sự ra cá nhân Julie làm việc ở nước Mỹ là 40 năm. Tuy nhiên, hình như là chưa bao giờ sử dụng đến cái của tiểu bang anh, ngay cả cái thời gian mà mang thai, sanh con, thường đi thường, làm. Thường thường á, theo chúng tôi biết là một số văn phòng bác sĩ đó, họ rất là tích cực trong vấn đề giúp đỡ các bệnh nhân. Họ rất là hiểu chuyện đó, họ giúp đỡ bệnh nhân mình. Thậm chí họ có sẵn đơn nữa, giúp cho bệnh nhân điền đơn. Như một số văn phòng bác sĩ khác, họ rất thờ ơ và không quan tâm đến gì đó. Là họ để mặc bệnh nhân muốn làm gì làm. Giống như Julie là lỗ quá trời lỗ. Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.